Dạ vâng, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm nhà đất chuyên bất động sản tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và hôm nay tiếp tục lại review cho cô chú anh chị, gửi đến cho cô chú anh chị một căn nhà cách sân bóng Thanh Niên phía sau lưng đây nè, chỉ tầm là 300 mét thôi. Cô chú anh chị nên xem hết video nha, vì căn nhà hôm nay chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi, cực kỳ là thoáng mát luôn cô chú anh chị à, hai mặt tiền đường luôn nha. Và nếu cô chú anh chị quan tâm về cái sản phẩm này thì có thể ở lại xem video này, còn nếu không có thể là lướt qua xem một cái căn nhà khác cũng được không sao, và ở lại tặng cho em một nút like và đăng ký kênh thôi nha. Đó, không để cô chú anh chị chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ review chi tiết cho cô chú anh chị với căn nhà 5 tỷ đồng thì mình sẽ được những gì nha. Cô chú anh chị, hiện tại là em đang đứng đây là nằm tại tọa lạc khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố Nha Trang. Căn nhà hôm nay chúng ta sẽ nằm trong một con hẻm đường Trần Phú nha anh chị nha, nằm tại tọa lạc phường Vĩnh Nguyên của thành phố Nha Trang. Ở phía trước đây là những cái khu vực công viên này, bãi tắm này, rất là đẹp nha anh chị nha, để chiều chiều tối tối cô chú anh chị có thể là mình dẫn ba mẹ mình ra đây chơi, rất là tuyệt vời. Đó, ngay đây thì rất nhiều cái vị trí này là cực kỳ thoáng mát, cực kỳ yên tĩnh dành cho ba mẹ của chúng ta để mình nghỉ dưỡng ở tại thành phố Nha Trang nha anh chị ha. Từ vị trí căn nhà của chúng ta á, đi về tại ra bãi biển nè, chỉ tầm 300 mét thôi cô chú anh chị ha. Còn nếu mà gia đình mình có muốn đi chợ nè, trường học nè, thì chúng ta sẽ quẹo qua bên cửa ngõ ở đường Dã Tượng này. Thì tất cả các mặt hàng như là chợ Vĩnh Trường nè, chợ Vĩnh Nguyên nè, trường học nè, tất cả các những cái thứ mà gia đình mà chúng ta, những người dân mà cần thiết thì có đầy đủ luôn anh chị ạ. Tầm là 1 km đến 1,5 km thôi, quá tuyệt vời nha anh chị ha. Căn nhà của chúng ta nếu mà đi về trung tâm quảng trường 2 tháng tư á, thì tầm theo em đoán á, là tầm 2 km thôi anh chị ạ, 2 km thôi nha. Và căn nhà của chúng ta chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi, hơn 5 tỷ đồng một chút thôi, mà được một cái là căn nhà của chúng ta là hai mặt tiền đường luôn nha anh chị nha, hai mặt tiền đường luôn. Thì ở đây thì anh chị có thể là mình xây dựng khách sạn này, căn hộ này đó. Nhưng mà nếu mà xây dựng khách sạn, căn hộ thì anh chị cô chú xin giùm em cái giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh để đỡ chúng ta xây dựng lên. Còn không, nếu anh chị không có nhu cầu thì có thể là đây là một căn nhà để dành cho ba mẹ mình ở đây để đi tắm biển mỗi ngày, cải thiện sức khỏe thì quá là lý tưởng luôn nha. Đó, thì căn nhà hôm nay của chúng ta thì em đang thấy là nó có tầm diện tích là 54 mét vuông nha chị, 54 mét vuông, tổng diện tích là 54 mét vuông nha. Nhưng mà diện tích đó mà sử dụng á, lỡ công nhận giấy công nhận á thì là 45 thôi anh chị à, 45,2 mét vuông thôi, còn là 7,8 mét vuông là tạm sử dụng nha anh chị nha. Căn nhà thì được xây dựng cũng khá là lâu đời rồi nên cũng nó cũng hơi cũ, thì em cũng nói cho cô chú anh chị chi tiết. Ở khu vực này cô chú anh chị mà đi ra hướng đây nè, tầm 3 phút thôi thì mình sẽ có buổi tối có những cái nhà hàng hải sản Thanh Sương rất là nổi tiếng ở tại thành phố Nha Trang. Cũng như là mình sẽ đi về Vinpearl nha cô chú anh chị ha, mất đâu đó tầm 7 cho tới 10 phút thôi là mình đã có thể đi qua Vinpearl chơi rồi, quá tuyệt vời đúng không anh chị ha. Đó, và căn nhà của chúng ta thì nằm ở trên tọa lạc mặt tiền đường hẻm, mặt tiền đường Trần Phú nha anh chị ha. Đây nè, em sẽ quay lại chi tiết nha. Từ căn nhà của chúng ta, ở bên đây là đường Dã Tượng nha anh chị, đi vào bên trong con hẻm như thế này. Đường hiện tại như thế này là đường ô tô nha. Đó, đường ô tô nha anh chị. Đó, bây giờ anh sẽ đi vào bên trong ngôi nhà khám phá cho cô chú anh chị xem nha. Đường hiện tại là đường rộng 2,5 mét nha anh chị, 2,5 mét. Đó, nhưng mà chúng ta có thể đi ô tô đến trên đây rồi, nhưng mà đi vào bên trong kia nó sẽ hơi nhỏ là một xíu nha anh chị. Thì đây là một căn nhà để phù hợp cho ba mẹ mình để mà sinh sống tại thành phố Nha Trang, quá tuyệt vời đúng không anh chị ha. Đó, đây căn nhà của chúng ta thì nó nằm 53 mét vuông, nó nằm ở đoạn gần cuối cùng luôn anh chị à. Đó, thì nếu mà nằm gần cuối cùng thì cái việc mà xe cộ hay người dân đi lại thì cũng không còn nữa. Thì đây là một căn nhà khá là lý tưởng để cho mà cô chú ba mẹ mình ở đây, rất là tuyệt vời nha anh chị ha. Đi bộ ra biển chỉ tầm 2 đến 3 phút thôi. Đó, bây giờ em sẽ đi vào bên trong này, và tí nữa em sẽ đi ra phía sau căn nhà của chúng ta. Thì căn nhà chúng ta có hai mặt tiền nha. Ở xung quanh đây nhà san sát hết nha, bên cạnh rồi. Ở nhà nói chung nhà cũng cũ nhưng mà về cái kết cấu xây dựng nhà cũng rất là chắc chắn anh chị cô chú ha. Dạ. Đây là bên trong ngôi nhà của chúng ta nè, đó có phòng khách này, đầy đủ công năng dành cho gia đình của chúng ta. Đó, nói chung là nhà xây dựng nha, cái này chỉ cần là sơn sửa lại thôi là mình ở được rồi, không cần phải sửa sang quá nhiều. Đó, ở dưới đây là một phòng ngủ này, phía sau nhà vệ sinh này, Trên đây có một phòng ngủ và không gian phòng thờ nè, gác lửng nè anh chị ha. Đó. Rồi thì bây giờ chi tiết hơn em sẽ show luôn cho anh chị xem cái cuốn sổ hồng thông tin pháp lý của căn nhà này trước khi mình mua cái bất động sản này ha. Đây là cái thông tin nhà của chúng ta đây ạ. Đó, đây nha, rõ rồi nha. Đó, đây. Đây cô chú anh chị ha. Căn nhà của chúng ta nằm hẻm Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tổng diện tích là 53 m2. Chung là không nha anh chị nha. Khu nó ở đô thị nè. Lâu dài là 45,2, tại em sử dụng là 7,8 m2. Đó, nhà cấp 4 thôi. Xây dựng là năm 2014 nha anh chị. Đó, đây là cái thông tin của căn nhà của chúng ta. Ngang như thế này là 3,7 m. Đó. Hình thù đất rất là vuông vắn nha anh chị ha. Tọa độ góc ranh đầy đủ rồi. Công chứng xem tên ngay. Hướng như thế này là hướng đông nam nè anh chị. Đó, còn hướng ngược lại là hướng tây bắc nha anh chị ha. Đó. Bây giờ em sẽ show luôn cho anh chị xem cái vị trí Google Maps cho anh chị dễ hình dung lại nha. Đó. Cô chú anh chị nào vẫn còn ở lại xem video thì tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nha, để cho em có nhiều động lực làm video phát triển thêm nha. Đây là cái vị trí Google Maps của căn nhà của chúng ta. Thì ra đường Trần Phú này tầm 70 m thôi. Đó, bên đây là có công viên thanh niên nè, 150 m nè, cũng như đi ra bãi tắm luôn. Đó, 250 m thôi. Quá là tuyệt vời đúng không anh chị ha. Đó, đi đâu thì cũng có khách sạn này, đó, trường học này, chợ này, rất là tiện lợi cho anh chị cô chú nha. Đó. Thì tổng quan căn nhà của chúng ta thì tổng diện tích là 54 m2, với công năng là công nhận là được 45 m2. Đó. Thì gia chủ đang cần bán gấp với tầm tiền là còn thương lượng nha anh chị ha, 5 tỷ 40 triệu đồng để mình sở hữu căn nhà như thế này. Rồi thì bây giờ em sẽ đi ra cái mặt tiền phía sau nhà cho anh chị cô chú xem nha. Dạ, đi ra biển á. Cô chú anh chị nào vẫn còn lại xem video thì tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh nha. Cảm ơn cô chú anh chị thật nhiều nha. Đó. Quá tuyệt vời đúng không anh chị ha. Nhà của chúng ta thì nói chung là đường xe máy là đi vi vu rồi, rất thoáng rồi. Bên trong thì quá tuyệt vời đúng không anh chị. Đó. Đó, rất tuyệt vời. Còn thì công năng tất cả chi tiết bên trong thì em đã review cho cô chú anh chị rồi. Thứ nhất là pháp lý này, thứ hai là vị trí này, thứ ba là tiện ích xung quanh như thế nào nè cô chú anh chị ha. Đó, bây giờ là căn nhà của chúng ta nằm mặt tiền ở đường phía sau này nữa, thì anh chị có thể xây cửa phía trước, xây cửa phía sau đều được luôn. Con đường như thế này là con đường nó mới mở thôi. Thì căn nhà của chúng ta thì nằm sổ 2014. Thì nếu như mà anh chị làm là trước khi làm lại sổ thì chắc chắn con đường này sẽ đi vào bên trong ngôi nhà của chúng ta ha anh chị ha. Đó, mình có thể là xây dựng khách sạn, căn hộ nè. Đó, tầm 53 m2 thì nó cũng khá là rộng rãi ha anh chị ha. Nghe là cũng được 3,7 m. Thì mình nếu nhà mình mà muốn làm khách sạn, căn hộ thì mình có thể làm con đường như thế này. Tại vì đường ô tô nha anh chị ha. Đó, thì tuy là sản phẩm hiện tại thì nó có như thế này như thế kia, thì đây là một cái điểm tuyệt vời cho cô chú anh chị. Ở đây thì có những cái tòa nhà khách sạn, căn hộ này. Đó, rất là tuyệt vời hả anh chị ha. Ở đây làm được, ở đây xây khách sạn được, căn hộ được, thì anh chị có thể là mình xây được khách sạn, căn hộ rồi nha. Đó, ở đây là xung quanh nè, khách sạn, căn hộ rất là nhiều. Ở đây là toàn những công viên quan chức họ làm việc thôi nha anh chị ha. Đó, nhà của chúng ta này. Đó. Đó, nó nằm như thế này nè, hai đường như thế này, rất rộng rãi hả anh chị ha. Đó, quá tuyệt vời. Đó, nó nằm ngay chỗ mái tôn bọc kia nha. Đó, đường ở đây ô tô anh chị có thể đậu ở đây luôn. Đó. Và em xin nhắc lại nha, căn nhà của chúng ta thì nó 54 m2, 54,5 m2 hay sao á. Để em cập nhật lại thông tin cho anh chị cô chú xem thực tế là một lần nữa nha. Đó, trước khi mà anh chị đi xem và cũng như đi mua cái bất động sản này. Cô chú anh chị nào vẫn còn ở lại xem video thì tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh nha. Cảm ơn cô chú anh chị thật nhiều nè. Đó, bây giờ em sẽ mở lại cuốn sổ hồng cho anh chị cô chú xem thực tế chi tiết về ngôi nhà của chúng ta. Được không? Đây nha cô chú anh chị nha. Được không? Đây nha cô chú anh chị. Đó, đây. Phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang nè, diện tích 53 m2 nè. Phường nó ở đô thị nè, trong đó là có 45,2 m2 là lâu dài, còn 7,8 m2 là tạm sử dụng thôi. Thì chúng ta sẽ còn là 45,2 m2. Tính ra là 120 triệu một mét vuông nha anh chị nha. Ở hẻm Trần Phú, hai mặt tuyến đường. Đó. Tọa độ góc ranh thì đầy đủ rồi. Đó. Hình thù lô đất thì nó rất là vuông vắn nha. Phía sau thì em thấy nó có hơi nở hồng một chút nè. Đó, quá tuyệt vời cho anh chị sở hữu căn nhà này. Tầm tiền là em xin nhắc lại nha, là căn nhà này chủ sẽ bao toàn bộ chi phí sang tên luôn, bao tất cả chi phí sang tên. Là căn nhà của chúng ta thì nó là diện tích là 53 m². Đó, rất là tuyệt vời. Đó, 53 m², ngang 7,5 m nè, sâu là 13 m, hướng là hướng đông nam và một hướng là hướng tây bắc. Đó, đường thì rộng từ 2 m đến 4 m nha anh chị ha. Đó, nếu mà con đường đó thì quy hoạch và rộng 4 m nha anh chị. Đó, chủ sẽ bao toàn bộ chi phí sang tên cho cô chú anh chị luôn. Tầm tiền là 5 tỷ 400 triệu đồng. Cô chú anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Và cô chú anh chị nếu thấy sản phẩm này bổ ích thì có thể để lại cho em một nút like và một comment nha, để cho em có nhiều động lực để em lựa chọn những cái sản phẩm tốt hơn để review cung cấp cho cô chú anh chị ở tại thành phố Nha Trang nha. Cô chú anh chị đang có bất động sản tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, đang cần mua bán hay là review thì hãy gửi cho em nha. Em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mua bán và review nhanh chóng nhất, miễn phí luôn cho cô chú anh chị luôn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này. Và đừng quên là cuối video tặng cho em một nút like và đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh nha. Cảm ơn cô chú anh chị thật nhiều.